Con nói gì? Ba quay hình cho con hả? Dạ. Trời ơi, nay kêu ba quay hình cho con đấy hả? Con ngồi tướng với kỳ vậy anh? Muốn con đi vô đây làm gì? Con có cho chơi chơi không? Dạ có, con chị em đi chuột xuống. Giống như hạt tròn. Rồi đi nha. Go. Xin giới thiệu với mọi người, đây là con diều tự chế mọi người. Đây, bằng làm nó bằng cái giấy A4 với hai cây ghim. Đây, vô cùng đơn giản nha. Đó, còn cái dây này là con chỉ may đồ. Làm diều này cho bé Ân nó chơi. Bạn thấy con diều nó bán ở trên Amazon cũng 10 đồng đó mọi người. Nhưng mà nó hơi bự, sợ bé Ân nó chưa biết chơi, về nó làm hư con diều. Nên là bằng làm trước con diều này cho nó chơi thử. Rồi nó biết chơi không? Nếu mà nó biết chơi, mốt mới mua con diều lớn hơn cho nó chơi. Diều này làm bằng tờ giấy A4 nha. Bây giờ mình ra mình bay thử coi nó lên không. Đó. Mẹ của bé Ray nói là bay không nổi đâu. Đó. Cầm đi. Con cầm nha. Thích không? Wow. Bay dữ kìa. Hả? Bay dữ vậy. Cho mẹ mày nói là bay không qua được cây. Muốn nữa không? Chơi hết con chỉ thôi, luôn. Thả thử coi tới đâu. Đây chỉ nè. Bay bằng con chỉ nha mọi người. Bằng con chỉ. Đó là làm nhiều cho bà. Thì phải có gió mới lên được ha. Ủa, tuột dây thôi. Mẹ muốn nữa không? Thôi được rồi, vậy được rồi. Mẹ nói bay không qua đột cây gì, cái đột cây gì cho qua, có qua đột cây không? Ủa, bay dữ vậy? Bạo tử tao. Ân ơi, nó đang gì? Sao? Bay không? Không bay hả? Cả nhà nó không bay. Này thêm còn chỉ nữa cũng đi được á. Bay không? Chạy đi. Bay không? Là không bay. Chơi. Con làm gì chơi? Chơi đi hái cỏ à? Hái cỏ làm gì chơi? Trời đất ơi. Gió quá trời luôn á. Ừ, gió. Này mà bữa lễ hội diều mình mang con diều của mình ra mình thả là ngon lành luôn. Không ai dám lại gần luôn. Lên nè. Lên rồi đó. Chạy lên đây con. Chạy vô ngồi mami nè. Chạy. Vô ngồi mami con. Vô ngồi thả diều mami đi. Con qua kêu kêu bé Race. Race, qua thả diều con. Race, qua thả diều. Đi thả diều, nhớ lắm. Bye bye các bạn đi, say bye đi. Bye. Yeah, go. Mommy đang thả diều cho con kìa, nhớ lắm. Đó, diều của anh đâu. Cột dây lại nha. Hold this and the other one. Cột lại, không bay á. Mẹ em cột kìa. Ừ, cột gì cũng được rồi. Mẹ ơi, trẻ con. Rồi, cầm đây nè. Rồi, cầm đi, thả diều nè. Đó, cầm đây nè. Đó, đúng rồi. Ok không ơi? Nhìn lên con diều. Diều cũng đâu. Đâu, wow. Diều của anh bay cao quá. Đứng im đi con. Ngồi xuống nè. Không cần. Hả? Không muốn ngồi xuống hả? Đúng rồi, kéo vô anh. Bay lên. Mẹ ơi, nó bị mất rồi, cha lên nha.
ba kêu con cầm cẩn thận lên sao kỳ vậy? Dạ. Xém bay mất tiêu con diều. Cầm anh cột lại cho nó coi. Em cột, không em cột cái con chỉ á, con chỉ nó vụ, cột con chỉ trước, cột rút lại nè. Coi chơi nha. Chơi chơi. Con kêu chơi lên ngồi với mày đi. Con thích diều không hả? Con thích diều không? Dạ thích. Mấy mốt mình làm diều có đuôi nữa ha, giống con gì? Giống con Stingray. Stingray hả? Giống cá đuối mà nói con gì? Ừ, ok, lại đây nè, lại đây. Rồi, con mày nè. Rồi xuống coi mày thả diều kìa. Ô mà mày thả diều không cần nhanh luôn á, diều này không thể rớt được. Diều này quá không thể rớt được. Không thể nào rớt được. Ok, hết rồi. Đó. Rồi vô. Con phải cầm vậy nè, hai bên luôn. Yeah. Rồi, đó. Đó. Không có thả ra, phải cầm kéo vậy nè. Không có quấy đâu. Vô. Diều đâu mất tiêu rồi? Ở đâu? Con lấy cầm sợi dây con kéo. Nó có giật luôn. Ê, con phải cầm hai bên luôn. Nhưng mà phải lấy cầm một tay nè. Đó, cầm đi. Yeah. Thích không anh? Con thích không? Thích không? Thích không? Thích không? Thích không? Dạ thích. Dạ thích hả? Diều này cũng. Nó kéo con đi hả? Dạ. Chứ ai kéo con đi? Diều, diều kéo con đi hả? Dạ. Trời ơi, diều kéo con đi. Hay phải nè. Yeah. Bay lên con rớt giờ, bay lên. Kéo lên. Rớt giờ. Ừ, phải giật lên trên đã. Vậy, nó đi nhau có. Chết ơi. Rồi, đó. Ok. Nè, cầm nha, coi chừng rớt nha. Mẹ cột dây lại phải không? Đó, đúng rồi, cầm một tay. Oh, điêu luyện luôn. Đúng rồi. Wow, bài quá trời cao luôn. Rồi.